Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm Đến của Truyền hình Nhân dân. Quý vị thân mến, nằm trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, rừng Trần Hưng Đạo không chỉ có những di tích gắn với quá trình hình thành và phát triển của cách mạng Việt Nam, mà nơi đây còn là một khu rừng nguyên sinh có hệ động thực vật vô cùng phong phú, thích hợp cho những tour du lịch trải nghiệm khám phá. Và ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng khám phá khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo với Đức Minh nhé. Địa điểm đầu tiên mà tôi ghé thăm chính là nhà trưng bày khu di tích rừng Trần Hưng Đạo. Xin cho biết nhà trưng bày khu di tích rừng Trần Hưng Đạo thì được xây dựng từ thời điểm nào và tại đây trưng bày những hiện vật như thế nào ạ? Nhà trưng bày khu di tích rừng Trần Hưng Đạo được xây dựng năm 2014, được chia làm 4 nội dung chính. Khu thứ nhất Cao Bằng, thiên nhiên, đất nước và con người thì chủ yếu giới thiệu về địa chất, địa mạo, con người, các dân tộc ở Cao Bằng. Phần thứ hai là Cao Bằng cái nôi của quê hương cách mạng, tức là nói về các chiến công, các chiến sĩ ở quê hương Cao Bằng. Phần thứ ba là quá trình hình thành và ra đời của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tức là nói về các đội quân chuẩn bị cho việc hình thành của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và nói về ngày thành lập của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và các chiến sĩ, 34 chiến sĩ đầu tiên trong đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Phần thứ tư là quân đội anh hùng truyền thống vẻ vang, tức là nói đến các phần thưởng nhà nước đã dành cho quân đội. Trong nhà trưng bày chủ yếu là các tài liệu hiện vật ảnh và một số hiện vật mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sử dụng và được bà con nhân dân trong vùng giúp đỡ đại tướng trong thời kỳ Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoạt động tại đây. Tại nhà trưng bày hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật giá trị như những khẩu súng kíp, thanh mã tấu được sử dụng từ những ngày đầu thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, hình ảnh 34 chiến sĩ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân trong buổi lễ thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 đến sơ đồ tiến công, đồ vật cá nhân khiến chúng ta không khỏi bồi hồi, xúc động và tự hào. Công trình nhằm tôn vinh, tri ân thế hệ đi trước, góp phần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích. Từ nhà trưng bày, theo con đường trải nhựa, đưa chúng tôi đến trung tâm của rừng Trần Hưng Đạo. Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo thì có bao nhiêu địa điểm tham quan và mỗi địa điểm tham quan thì gắn với những sự kiện lịch sử như thế nào ạ? Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo thì bao gồm có 5 điểm. Điểm thứ nhất là di tích rừng Trần Hưng Đạo, nơi thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, là nơi mà chúng ta đang có mặt tại đây. Điểm di tích thứ hai là di tích đồn Phai Khắt, nơi diễn ra trận đánh đầu tiên của đội vào ngày 25 tháng 12 năm 1944. Đồn Phai Khắt cách khu rừng khoảng 7 km. Điểm di tích thứ ba là di tích đồn Nà Ngần, nơi diễn ra trận đánh thắng thứ hai của đội vào ngày 26 tháng 12 năm 1944. Đồn Nà Ngần cách đồn Phai Khắt khoảng 20 km. Điểm di tích thứ tư là di tích hang Thẩm Khẩu, nơi tập trung quân của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào chiều ngày 24 tháng 12 năm 1944 để chuẩn bị cho trận đánh vào đồn Phai Khắt. Và hang Thẩm Khẩu nằm sau đồn Phai Khắt cách khoảng 500 m. Và di tích thứ năm là di tích Vạ Phá, nơi tổng bộ Việt Minh tỉnh Cao Bằng đã mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho tỉnh vào tháng 2 năm 1944. Và di tích Vạ Phá cách khu rừng khoảng 3 km. Và phía trước chúng ta đây chính là bức phù điêu 34 chiến sĩ. Bức phù điêu được xây dựng năm 2004 nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bức phù điêu được tạc bằng đá có chiều dài là 7,9 m và chiều cao là 4,34 m. Phía trên cùng của bức phù điêu là hình ảnh mô phỏng những tán cây rừng biểu trưng cho đại ngàn hùng vĩ che chở và bảo vệ cho đội quân cách mạng. Ở phía trung tâm của bức phù điêu là hình ảnh người chỉ huy Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với 34 chiến sĩ trong buổi lễ thành lập. Ở phía bên trái kia của bức phù điêu là hình ảnh đại diện Liên Tỉnh ủy Cao Bắc Lạng đến tham dự buổi lễ ngày hôm đó. Và phía bên phải đây là hình ảnh đại diện của bà con nhân dân trong vùng đến tham dự buổi lễ. Đức Minh nhận thấy là bức phù điêu ở đây thì cũng rất giống là bức phù điêu được trưng bày tại nhà trưng bày mà chúng ta vừa tham quan đúng không ạ? Nó được sáng tác dựa trên cái bức ảnh chụp trong nhà trưng bày, mình cũng có cái ảnh chụp đấy ạ. Từ khu trung tâm, con đường bê tông nhỏ xuyên qua những tán cây cổ thụ đã dẫn chúng tôi đến các điểm tham quan tiếp theo của khu di tích rừng Trần Hưng Đạo. Chúng ta đang có mặt trên mảnh đất mà hơn 70 năm về trước đã khai sinh ra đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ta ngày nay. Đây chính là nhà bia ghi dấu sự kiện lịch sử thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tại đây thì vào đúng 17 giờ ngày 22 tháng 12 năm 1944, lễ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã được cử hành trọng thể tại đây. Thay mặt đoàn thể thì đồng chí Võ Nguyên Giáp đã đọc diễn từ tuyên bố thành lập đội và nêu rõ nhiệm vụ của đội đối với Tổ quốc. Sau diễn từ tuyên bố thành lập, đội đã làm lễ tuyên thệ 10 lời thề danh dự, mà sau này 10 lời thề đã trở thành kim chỉ nam ý chí chiến đấu của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Nhà bia này chính là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử đó. Nhà bia này được xây dựng năm 1994, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhà bia gồm có 4 mặt. Mặt thứ nhất là chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Mặt thứ hai là buổi lễ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Mặt thứ ba là nội dung 10 lời thề danh dự của đội. Và mặt thứ tư là danh sách 34 chiến sĩ đầu tiên của đội. Cách nhà bia khoảng 30 mét là dãy lán nghỉ và bếp ăn của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, được xây dựng mô phỏng theo lán trại cũ, nơi sinh hoạt của các chiến sĩ. Không chỉ có các di tích lịch sử, rừng Trần Hưng Đạo còn có thảm thực vật phong phú với nhiều cây cổ thụ, trong đó đáng chú ý là cây sấu hơn 300 năm tuổi đã được gắn bia cây di sản Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng không chỉ có những di tích lịch sử cách mạng mà nơi đây còn bảo tồn gần như nguyên vẹn những giá trị văn hóa tinh thần của cộng đồng các dân tộc. Và ngày hôm nay Đức Minh sẽ ghé thăm xưởng thêu của cộng đồng người Dao Tiền để tìm hiểu về nét đẹp trong văn hóa thổ cẩm của họ. Em chào chị ạ. Dạ vâng, chào em. Vâng, rất vui khi hôm nay được ghé thăm xưởng thêu của người Dao Tiền tại xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Chị có thể cho biết là tấm vải thổ cẩm thì có ý nghĩa như thế nào trong đời sống văn hóa tinh thần của người Dao Tiền tại đây được không ạ? Chúng tôi thường mặc những vải thổ cẩm vào những dịp hồi xuân này, cái ngày cưới này, xong là thường mặc đi chợ này. Người phụ nữ Dao Tiền thì thường học việc thêu thổ cẩm, làm tấm vải thổ cẩm thì từ ai ạ? Những vải thổ cẩm thì mình phải học từ mẹ, tầm 18 tuổi như là mình mới học. Thì thường thì mình sẽ học những cái thao tác nào đầu tiên ạ? Có cái khung dệt đấy, để dệt, xe ra từng sợi ra xong rồi mình mới dệt. Dệt xong nó hoàn thành xong mình mới lấy đi nhuộm, nhuộm xong mình mới thêu. Để mà làm được một cái bộ trang phục hoàn thiện như thế này thì chị phải mất bao lâu để làm được một bộ trang phục như này ạ? Cái này là mình không có thời gian ngồi thì mình phải làm một năm ấy. Vâng, thế. Vâng. Có nghĩa là mình cứ kiểu mình tranh thủ được những lúc nào mình rảnh thì mình mới làm được, đúng không? Vâng. Thì phải mất một năm mới được một bộ trang phục như thế này. Vâng. Còn bởi vì tất cả các bước đều phải làm thủ công, đúng không ạ? Vâng. Từ bao đời nay, phụ nữ dân tộc Dao Tiền ở xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình luôn gìn giữ và phát triển nghề thêu thổ cẩm và in hoa văn bằng sáp ong truyền thống. Theo phong tục từ xa xưa, các cô gái dân tộc Dao trước khi lấy chồng phải biết thêu thùa may vá để tự tay dệt váy cưới cho mình. Các sản phẩm thêu thổ cẩm của bà con nơi đây với những hoa văn đẹp, tinh tế, mang nhiều ý nghĩa khác nhau, thể hiện đời sống văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc Dao như các hình ngôi sao nhiều cánh, hình con chó đơn, hình chó đôi, hình hoa tám cánh hay còn gọi là hoa màu gà. Ngoài ra, còn có các loại hoa văn cỏ cây, hoa lá, con vật gắn với cuộc sống thường ngày của người Dao. Quy trình dệt thổ cẩm hoàn toàn thủ công bằng chính đôi tay khéo léo và tỉ mỉ của người phụ nữ. Sản phẩm thêu thổ cẩm và in hoa văn bằng sáp ong được dùng chủ yếu để may quần áo, khăn và các vật dụng trong gia đình như chăn, điệu, tấm trải gối, trải giường. Hiện nay, thổ cẩm còn được làm thành đồ trang trí nội thất, những chiếc túi sách hay những món quà lưu niệm nhỏ xinh xắn. Quý vị và các bạn thân mến, tấm vải thổ cẩm không chỉ là trang phục, không chỉ làm nên những vật dụng trong cuộc sống hàng ngày của người dân, mà đó còn là sản phẩm thể hiện nét tài hoa trong đôi tay khéo léo của người phụ nữ các dân tộc. Và tuy nhiên thì mỗi dân tộc lại có những cái nét đặc trưng khác nhau trong tấm vải thổ cẩm. Và trước đây thì Đức Minh cũng đã từng trải nghiệm vẽ sáp ong với đồng bào dân tộc Mông tại huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Và hôm nay đến với huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng thì Đức Minh cũng rất muốn là được trải nghiệm vẽ sáp ong với đồng bào Dao Tiền ở đây. Chị thân mến, thì để vẽ sáp ong thì chúng ta phải chuẩn bị những cái bước như thế nào và cách thực hiện như thế nào hả chị? Mình thì bước đầu mình thì chuẩn bị cái làn này để làm, lấy cái vỏ cây xong là mình đốt, dùng than để đun cái sáp ong để chấm xuống vại. Xong là đến lúc mình chấm xong là mình đi nhuộm. Mình khác làm ở nhà, mình nhuộm xong mình đun nước sôi về, mình dạ đi mình phơi để nó khô, là mình làm thành một cái vải để mặc.
môn phù trang phục hoàn thiện như thế. Sau khi tìm hiểu một vài thông tin về việc vẽ sáp ong lên vải của người giao tiền, tôi cố gắng quan sát thật kỹ các thao tác của chị Xuân. Không chỉ thực hiện các thao tác mẫu, chị Xuân còn chuẩn bị sẵn những nếp gấp trên vải để tôi có thể dễ dàng hơn trong việc trải nghiệm của mình. Thưa quý vị và các bạn, sau khi quan sát chị Xuân ở đây thực hiện các cái bước chấm sáp ong lên vải thổ cẩm thì Đức Minh thấy ngay từ cái việc chấm sáp ong của người giao tiền ở đây nó cũng đã rất khác so với những cái việc các cái công đoạn này của những dân tộc khác. Và ngay cái bút mà vẽ sáp ong của người giao tiền thì cũng rất là khác so với cái bút vẽ sáp ong của người Mông tại huyện Mù Cang Chải mà Đức Minh đã trải nghiệm. Và ngay bây giờ thì Đức Minh cũng sẽ trải nghiệm chấm sáp ong lên vải thổ cẩm cùng với chị Xuân ở đây ạ. Mặc dù đã từng trải nghiệm vẽ sáp ong trên vải và nhận được sự hướng dẫn tỉ mỉ, trợ giúp đắc lực của chị Xuân, nhưng tôi đã phải loay hoay và gặp không ít khó khăn đối với công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo này. Thưa quý vị và các bạn, khi mà quan sát chị Xuân ở đây thực hiện các bước chấm sáp ong lên vải thổ cẩm thì Đức Minh nghĩ là nó rất là đơn giản và khi thực hiện thì cũng không quá khó khăn đâu. Thế nhưng mà khi trực tiếp thực hiện thì không phải như vậy đâu quý vị ạ, cũng phải đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng. Và sau khi đã rất cố gắng rồi thì đây chính là cái tấm vải mà Đức Minh đã thực hiện. Quý vị có thể quan sát thấy là đây là những cái mà bước mà chị Xuân đã thực hiện mẫu cho Đức Minh và đây là những bước mà Đức Minh đã tự vẽ. Cũng có thể phân biệt, dễ dàng phân biệt được là cái nào Đức Minh vẽ và cái nào chị Xuân vẽ, đúng không ạ? Và đây cũng là một trải nghiệm rất là thú vị khi đến với huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng. Người giao tiền ở Cao Bằng từ bao đời nay đã có nghề truyền thống in hoa văn sáp ong trên vải. Để có sản phẩm ưng ý, quy trình in sáp ong cũng đòi hỏi rất khắt khe. Sáp ong đem đun cho tan chảy, sau đó lọc bỏ tạp chất. Sáp đun phải có độ loãng cần thiết mới in được. Nếu loãng quá thì in hoa văn sẽ bị nhòe, nếu đặc quá thì sáp ong không ăn vào vải. Tùy theo các mẫu hoa văn đã định sẵn trong đầu, phụ nữ giao tiền sẽ dùng các dụng cụ chấm vào sáp ong rồi in hoa văn lên mặt vải. Những tấm vải in hoa văn sáp ong được phụ nữ giao tiền sử dụng để khâu váy. Chiếc váy màu tràm với các họa tiết hoa văn tinh xảo đã tôn lên vẻ đẹp duyên dáng, giản dị của phụ nữ giao tiền, qua đó cũng thể hiện bàn tay khéo léo, óc thẩm mỹ, sáng tạo của họ. Cũng nằm trên địa bàn huyện Nguyên Bình, xóm Phía Đén, xã Thành Công được mệnh danh là đất miến. Mỗi năm, các cơ sở ở đây cung cấp khoảng 150 tấn miến cho thị trường. Nằm ở độ cao trên 1.000 mét, xóm Phía Đén có khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình năm là 20 độ C, cùng nguồn thổ nhưỡng đất đồi rừng, thuận lợi cho cây rong giềng sinh trưởng. Đây cũng là nguyên liệu chính để tạo nên loại miến rong nổi tiếng. Để tạo ra những sợi miến thành phẩm, đầu tiên, người làm hòa bột rong với nước lạnh trong xô hoặc thùng đã được vệ sinh sạch sẽ, rồi từ từ thêm nước đun sôi. Công đoạn này cần thực hiện liên tục, nhanh và đều tay để bột chín đều, không vón cục. Tùy theo lượng bột mà nước được thêm vào vừa đủ, bột rong chín tiếp tục được đưa vào máy ép để ép thành sợi miến. Ngoài nguyên liệu, điểm tạo nên sự khác biệt của miến rong Phía Đén là cách làm. Ở Phía Đén, người dân chỉ sử dụng bột rong giềng nên sợi miến trong và dai hơn những nơi có pha thêm bột sắn. Miến này có thể nấu đi nấu lại mà sợi không hề nát. Về màu sắc, sợi miến Phía Đén có màu hơi đen hoặc trắng ngà. Đây là màu sắc tự nhiên của bột khi làm chín mà không qua bất cứ công đoạn tẩy trắng hay sử dụng phẩm màu nào. Miến rong Phía Đén với mùi thơm đặc trưng của rong giềng, vị dai, giòn đã theo chân các du khách đi khắp cả nước và trở thành một món ăn đặc sản của mảnh đất Cao Bằng.